Sữa bí đỏ hạt sen được biết đến là một thức uống lành mạnh rất tốt cho sức khỏe. Một ly sữa bí đỏ hạt sen giúp cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng để làm việc cả ngày. Bí đỏ và hạt sen là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Ngoài ra nó còn rất tốt cho sức khỏe. Kết hợp bí đỏ và hạt sen thành sữa uống giúp cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất. Nguyên liệu cần có: bí đỏ 300g, hạt sen T150g, sữa đặc đường phèn, lá dứa. Cách chế biến sữa bí đỏ hạt sen, bước 1, sơ chế nguyên liệu, bí đỏ sau khi mua về đem gọt vỏ. Rửa sạch, cắt đôi ra, loại bỏ hạt bí, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Nên chọn những quả bí đủ già để sữa có hương thơm hơn. Hạt sen tách bỏ tâm sen để tránh bị đắng, rửa sạch và ngâm trong nước ẩm khoảng 15 phút. Lá dứa rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn bên ngoài. Bước 2, nấu sữa, đun sôi một lít nước lọc rồi cho hạt sen và bí đỏ vào nồi luộc khi đun bí đỏ và hạt sen lưu ý để lửa nhỏ để bí đỏ hạt sen không bị trào, nấu hỗn hợp này khoảng 30 phút cho các nguyên liệu chín mềm thì tắt bếp. Cho vào thêm 500ml nước lọc đun sôi rồi tắt bếp khi hạt sen và bí đỏ trong nồi đã nguội bớt. Thì bạn vớt ra cho vào máy xay sinh tố với một ít nước luộc. Sau đó bật máy lên và tiến hành xay nhuyễn hỗn hợp. Tiếp đó cho hết phần nước trong nồi luộc vào, bật máy lên để các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Sau khi hỗn hợp bí đỏ và hạt sen đã nhuyễn thì đặt một chiếc dây lên trên nồi, rồi đổ từ từ hỗn hợp bí đỏ và hạt sen đã xay nhuyễn vào để tiến hành lọc lấy nước bí đỏ và hạt sen. Lọc bí đỏ và hạt sen sẽ giúp sữa sau khi nấu xong sẽ mịn hơn, bạn cũng có thể giữ lại phần xác bí đỏ và hạt sen mà không cần lọc để tăng chất xơ trong sữa. Sau khi lọc sữa xong chỉ việc bắc nồi nước bí đỏ hạt sen lên bếp cho vào đó hết phần đường phèn. Sữa đặc và lá dứa vào. Bật bếp lên với lửa vừa trong lúc nấu bạn nên khuấy thường xuyên để sữa bí đỏ hạt sen không bị khét ở dưới đáy nồi. Nấu đến khi đường tan, sữa bí đỏ hạt sen vừa sôi lên thì tắt bếp, thành phẩm về màu sắc. Sữa bí đỏ có màu vàng tươi, sánh mịn, không thấy lợn cợn xác bí, về mùi vị, sữa bí đỏ nên dậy mùi thơm đặc trưng của bí. Vị thơm béo của nước cốt dừa, sữa đặc sữa tươi. Khi uống ngọt thanh, béo ngậy mà không ngán sữa hạt sen bí đỏ sẽ ngon hơn khi uống lạnh, trẻ em và người lớn đều có thể dùng tốt. Sữa cũng có thể bảo quản trong ngăn mắt tủ lạnh từ 3. 5 ngày, cách uống sữa bí đỏ hạt sen để tăng cân hiệu quả. Bạn nên uống sữa hai lần mỗi ngày, buổi trưa sau khi ăn cơm và buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là thời điểm vàng để sữa bí đỏ phát huy tác dụng của mình đối với việc tăng cân. Bên cạnh đó, kết hợp với việc uống sữa bạn nên xây dựng một thực đơn dinh dưỡng hợp lý tăng cường vận động để bé tăng cân một cách an toàn hiệu quả sữa bí đỏ hay sữa bí ngô là thức uống giàu dinh dưỡng nó không chỉ giúp tăng cân nhanh ổn định mà còn đem đến nhiều công dụng cho sức khỏe như tăng cường khả năng miễn dịch bí đỏ là loại thực phẩm giàu vitamin a giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể phòng chống tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài vitamin c có trong bí đỏ giúp tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả Tăng tốc độ chữa lành vết thương nhanh hơn, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe, trong bí đỏ có chứa nhiều beta-carotene. Một tiền chất của vitamin A giúp giảm thiểu nguy cơ các bệnh về mắt cho nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Phòng trừ bệnh ung bướu, trong bí đỏ có chứa carotenoid. Hoạt chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngăn ngừa, tiêu diệt tế bào ung thư.